cho một dàn ô sin dọn nhà. Chùi mọi ngõ ngách. Con này hút này, chạy đi chạy lại hút ghê đấy. Con này là con 880. Con này là 860. Con này là 861. Con này E5. Một dàn chạy. Con chui cầm ghế rồi. Và có những con này mà hút gầm giường với gầm ghế thì rất tuyệt vời luôn nhé. Con này hết pin này. Con này vừa nạp hết pin. Con này kẹp ở đây. Như thế nhà có những cái khe này là các bác phải hết sức lưu ý. Kẹp đúng cái tầm của robot luôn. Loạt cua tí sạch. Cái sạc này nhiều khi là phải để các bác để nó cố định chắc chắn vào thì nó không bị trôi, nhiều khi robot nó cuốn hay bị trôi vị trí. Năm em ô sin đang thất nghiệp ở nhà, các bác nào có nhu cầu tìm việc cho các em ấy thì các bác alo nha, đang cần rất là cần tìm việc đấy ạ. Chào các bác.